cảnh thiên nhiên tăng cảnh như vậy danh thắng hình ảnh đẹp gắn với một số di tích lịch sử. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 21 di tích cấp quốc gia và 46 di tích cấp tỉnh, tạo ưu thế trong phát triển du lịch. Đặc biệt Phú Yên có một nền văn hóa truyền thống đầy bản sắc, là có bộ liền đá chuyển đổi cơ cấu vật nuôi với điều kiện biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo năng suất chất lượng.